Shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến tất cả các bác đam mê đi bẫy cuốc, bẫy đa đa bìm bịp chồn đèn. Thì hôm nay em xin giới thiệu một cái sản phẩm là cái thòng đa năng để các bác bẫy chồn, cuốc đa đa bìm bịp đều được các bác nhé. Hàng này thì hàng chất liệu tất cả là bằng cuốc Nhật và dây khuyên thì là khuyên inox và khung thì là khung thép không rỉ, không vênh không cong các bác nhé. Đây em cũng xin giới thiệu nhiều hàng, hàng nhà em làm rất là kỹ để các bác anh em chơi. Phụ kiện đi gồm có này, một bộ của nó 10 khung các bác nhá. 10 khung và mỗi khung 5 thòng. Tặng cho các bác 5 dây dự phòng này, bên em sẽ để trong cái phong bì này, em gói em để đằng sau này các bác nhá. Đấy, tặng cho bác 5 dây dự phòng. Và dây dù thì là dây dù siêu bền rồi. Và khuyên này inox và cước này thì bên em có 2 mẫu các bác nhá. Một mẫu là cước xe 4 sợi và một cước là đan 4 sợi. Các bác lấy mẫu nào thì em hướng gửi cho các bác mẫu đó. Đấy, nên là làm rất là kỹ. Và tất cả là khung thì bằng gỗ ở đằng sau. Một cái khung dưỡng thòng thì ở đằng sau các bác nhé. Đấy, để các bác tiện cập nhật được. Đây là cái mức em đánh dấu. Các bác cắm bẫy chồn thì các bác cắm đến mức này. Và cắm cuốc thì các bác bẫy cuốc thì bấm cắm mức này. Em đánh dấu ở chỗ mực đây rồi. Để các bác cắm theo. Thì tùy theo các bác, cắm bìm bìm các bác có thể cắm đến nước giữa này là được. Nên anh em chơi nhiều văn nghệ rồi, anh xem sẽ biết về cái mức đi cắm. Tùy theo thế đất của các bác, nó sụt lầy chẳng hạn thì mình cắm cao một chút. Nên là đây là cái cước mẫu thòng xe các bác nhé. Đấy, về đây là cái chiếc thòng đan này. Thòng đan này thì đan 4 sợi các bác có thể nhìn kỹ này, đây đan 4 sợi này. Về hai cái bộ này thì chất liệu tất cả như nhau các bác nhé. Như nhau, dây cũng dây cước Nhật và cũng dây dù siêu bền và khuyên cũng inox như nhau, chất liệu thì tương đối là giống nhau. Đấy, về giá cả nó sẽ chênh nhau 50.000 các bác nhá. Đấy, giá cả em cũng nói luôn là chênh nhau 50.000, vì thực tế là làm cái dây đan này nó kỹ hơn và công nó cao hơn nên giá cả nó cao lên một chút các bác nhá. Thế nên là anh em cứ tham khảo mua mẫu nào em sẽ gửi mẫu đó, và nếu các bác mà có nhu cầu thì mua thêm cái thòng dây cáp thì các bác có thể cắm qua đêm để bẫy chồn thì bên em cũng cung cấp các bác nhé. Nên là anh em mua mẫu nào em sẽ gửi cho mẫu đó, giá thì rất là phải chăng thôi. Cứ liên hệ bên em sẽ giao hàng toàn quốc, ship qua đường COD. Các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nhân viên bưu điện. Nên là bên em là một đơn vị bán hàng rất là uy tín, nên là anh em cứ điện đến trực tiếp. Em sẽ tư vấn cho cách bẫy và biết cắm, cách sử dụng và hiệu quả nhất cho các bác. Bên em cũng cung cấp đầy đủ loa đài điều khiển từ xa để các bác bẫy chim, bẫy chồn, bẫy gà. Các phụ kiện săn bẫy đều đầy đủ các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ bên em. Bên em sẽ gửi hàng cho các bác tận nhà. Nên là anh em xem kỹ và đặt hàng. Đừng quên đăng ký kênh của shop để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.